Đinh Quang Thái, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả với bản tin nổi bật chiều thứ ba hôm nay, gửi đến chào Đinh Quang Thái. Kính chào khán giả của Liên đoàn Sàn TV và anh Hoàng Trọng Thùy. Trong phần tin tức nổi bật ngày hôm nay có hai đề tài. Thứ nhất là vấn đề Ukraine đã được đề cập trong khoảng vài ngày nay liên quan đến các cuộc tổng phản công và các trận chiến hiện nay Nga cũng đang tiến hành phản công trở lại. Bản tin thứ nhì liên quan đến tình hình của các vụ kiện và truy tố nhắm vào ông cựu Tổng thống Donald Trump sau khi có bản tin nói rằng một bà tòa, bà Chuck Khan đã tuyên bố sẽ chọn ngày 4 tháng 3 để tiến hành xử ông Trump trong cái vụ nổi loạn ngày 6 tháng 1 ở Washington DC. Thưa quý vị và thưa Đinh Quang Thái, trong khoảng mấy ngày nay chúng ta đã nghe nói rằng cuộc tổng phản công của Ukraine đã đạt được những tiến bộ mặc dù là khiêm nhường, nhưng phía Ukraine nói rằng rất quan trọng. Chẳng hạn như thành phố Robotin ở phía nam, gần với Crimea, khi tiến vào Crimea nữa, họ nói mặc dù chỉ là những cái làng nhỏ thôi, nhưng mà chiếm được những làng này đã cắt đứt những cái tuyến đường huyết mạch để viện trợ của quân Nga đi vào phía nam, từ Kherson tới Zaporizhia. Nhưng mà ngược lại đó, mặt trận phía đông bắc Kharkiv, thì có tin lại nói rằng quân Nga bắt đầu chuyển quân để đánh vào đây và khiến cho phía Ukraine phải kêu gọi lệnh di tản với người dân ở đây, thưa anh. Thực sự ra khi mà chúng ta theo dõi bản tin chiến sự của một quốc gia mà đang rơi vào chiến tranh đó, cái diễn tiến nó thường thường nó phải cập nhật trong vòng một vài tiếng đồng hồ hoặc là một ngày là chậm nhất. Dạ, vâng. Tất cả mọi cái chuyển quân của Ukraine đánh vào mặt trận phía nam đó cho thấy một điều là sau cái hôm vừa rồi, lúc mà một số đơn vị của quân đội Ukraine kéo được lá cờ trên Crimea đó, thì Tổng thống Zelensky đã bàn với Bộ Tổng tham mưu của ông về cái vấn đề là chiến tranh có thể kéo qua tới nước Nga. Cái điều đó rất là rõ, bởi vì khi mà drone của Ukraine đã đánh được vào thủ đô Moscow vào lần, và đặc biệt là cái vùng biên giới giữa Ukraine và Nga đó, thì ông Zelensky đã có lần nói rằng cái vấn đề chiến tranh lan qua bên nước Nga là cái chuyện người ta có thể tiên đoán được. Thì bây giờ cái cuộc tổng phản công này, mặt trận ở phía nam hoặc là phía đông, lúc tiến lúc lùi đó, là những cái sự giành giật của đôi bên từng tấc đất một. Chúng ta nhìn thấy cái chiến trận tại phía bên Iraq chẳng hạn, khi mà quân đội Hoa Kỳ tiến vào những thành phố lớn của bên Iraq đó, thì cũng phải gặp sự kháng cự của phía bên cái lực lượng mà thân Saddam Hussein hoặc là cái đám khủng bố lúc bấy giờ. Thì Tổng thống Barack Obama đã phải chỉ định cho ông tướng gọi là Patriot có một cái chiến dịch gọi là Surge, tức là tăng quân và đánh trên toàn mặt trận để diệt cái lực lượng Al-Qaeda ở bên Iraq. Thì lúc đó chúng tôi nhớ là theo dõi bản tin chiến sự của bên Iraq đó, cứ 5-3 tiếng đồng hồ một lại phải xem. Bởi vì nếu không đó, thì một thành phố này có thể rơi vào tay quân đội Mỹ, nhưng mà sau đó lại bị quân của phía bên Al-Qaeda bao vây đánh lại. Thì như cái bản tin sáng ngày hôm nay, khi mà quân đội Ukraine tiến được một cách khả dĩ một số những cái tiến triển về mặt trận phía nam, trong khi đó phía ở miền đông đang phải giao tranh dữ dội với quân Nga đó, thì cho thấy rằng ở chiến sự nó mỗi một ngày lợi cho bên này một chút, thất lợi cho bên kia một chút, nhưng mà chung cuộc thì chưa có. Chỉ có một điều là cái việc di tản trẻ em ở cái vùng tiền tuyến đó, cho tới bây giờ là điều bắt buộc, bởi vì chiến sự chắc chắn nó sẽ lan ra hơn nữa. Chúng ta chưa biết được. Nhưng mà sáng nay có một cái tin là Tổng thống Zelensky đã chính thức mở lời mời tân thủ tướng của Cambodia là Met Hun Sen đó, đi qua bên thăm Ukraine. Cái chuyện Cambodia là một nước nhỏ, nhưng đây là một cái diễn tiến chính trị mà chúng ta quan sát này. Tại sao không mời phía Hà Nội, Việt Nam, không mời phía Lào, mà lại mời phía Cambodia, là ba nước Đông Dương? Vì lý do đơn giản, trong tất cả những cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Cambodia vẫn đứng độc lập, tách ra khỏi Trung Quốc. Tức là không bỏ phiếu theo luận điểm của Trung Quốc để mà ủng hộ Nga, mà là ủng hộ Ukraine. Cho nên đây là một cái nước cờ chính trị rất là đặc biệt của ông Zelensky, cho thấy rằng ông cân nhắc từng điểm một, cho dù đó là một quốc gia nhỏ. Trong đó có một bản tin mặc dù chưa được các hãng thông tấn, trong đó chúng tôi vẫn theo dõi hàng ngày hãng thông tấn Reuters, một hệ thống phóng hỏa tiễn rất tối tân của Putin, của Nga, và đây là cái hệ thống gọi là S-400 rất mạnh, gọi là Triumph của Nga. Bản tin này
trị giá của dàn phóng này thôi đó, nó lên tới 1 tỷ 250 triệu Mỹ Kim. Phía Ukraine thì đưa ra các hình ảnh, nhưng mà khổ nỗi phóng viên của các hãng thông tấn họ không có mặt ở chiến trường, cho nên họ không thể khẳng định được. Họ chỉ ghi nhận tin tức từ phía Ukraine hoặc từ phía Nga tuyên bố thôi. Cho đến khi nào có phóng viên đến hiện trường sau vụ tấn công và họ nhìn thấy rồi, lúc đó họ mới xác nhận là tin tức đó có thật. Nhưng mà ngày hôm nay thì có, mặc dù đã 24 giờ vừa qua, nhưng mà cái hệ thống Trium S-400 này trị giá 1 tỷ 250 triệu Mỹ Kim lần đầu tiên đã bị quân Ukraine phá hủy một cách ngoạn mục, và hình ảnh của phía Ukraine công bố bằng video từ máy bay không người lái quay cái cảnh mà họ dựa vào những cái hệ thống tối tân của Hoa Kỳ, và họ nói rằng sử dụng tia laser, sử dụng GPS để có thể tấn công. Và họ nói rằng không chỉ hệ thống hỏa tiễn quy mô này đâu, mà kể cả những cái hệ thống khác nữa. Cái tiến trình hiện nay để cho thấy quân Ukraine họ đánh rất nhiều các mặt trận, và kể cả bên phía lãnh thổ của Nga ở Moscow đó, anh Đinh Quang Thái, là họ chế tạo các loại máy bay không người lái, mặc dù họ biết là bay tới đâu đó thì có thể quân Nga nó bắn rớt tới đó, nhưng mà mục tiêu đó là làm suy nhược tinh thần của người dân Nga, nhất là dân thủ đô. Cứ thỉnh thoảng, ngày nào cũng nghe còi báo động lần đầu tiên trong cuộc đời hết, rồi phải đi tìm nơi trú ẩn. Rồi phía đài truyền hình cũng khuyến cáo, chúng ta đã thành công bắn rơi các máy bay không người lái này, nhưng mà chỉ cần một chiếc thôi, nó bắn vào được trong những cái tòa nhà chung cư và gây thương tích thôi, cũng là gây suy nhược tinh thần của người dân Nga. Nhưng mà cuộc chiến tại Ukraine có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng nó sẽ không chỉ giới hạn trong cái ranh giới lãnh thổ của Ukraine và gọi là đối đầu với Nga nữa, mà nó có thể tác động tới những quốc gia chung quanh. Sáng ngày hôm nay thì tin của đài CNN, phóng viên tại chỗ cho biết là chính phủ Ba Lan và chính phủ của ba quốc gia vùng Baltic, gồm có thứ nhất là Latvia, thứ hai là Lithuania, thứ ba là Estonia, tức là ba quốc gia Baltic đó, cùng với Ba Lan nói rằng sẵn sàng đóng cửa biên giới với Belarus nếu trong trường hợp có nhiều cái mối đe dọa cụ thể và những cái diễn tiến critical, tức là nghiêm trọng xảy ra từ vùng biên giới. Tại sao? Bởi vì chúng ta biết là hôm Chủ nhật vừa rồi, chắc là anh Thụy đã lan cái tin này rồi, là phía bên Ủy ban điều tra của Nga xác nhận là Prigozhin đã bị chết trong cái vụ máy bay rớt. Bằng DNA luôn. Nhưng mà cái vấn đề là lực lượng của Prigozhin, tức là Wagner, còn bao nhiêu quân tại Belarus thì chúng ta không biết. Nhưng mà nếu cái đám quân lính đánh thuê này đó, mà bây giờ gọi là mất đầu, tức là mất cấp chỉ huy rồi, chưa biết chỉ huy phó sẽ lên là ai. Nhưng mà nếu mà nó có những hành vi có thể vượt qua vùng biên giới liên quan đến Ba Lan và cũng ba quốc gia Baltic đó, thì chắc có lẽ là cái cuộc xung đột này nó sẽ mở rộng ra trong khu vực. Nhưng mà thưa quý vị, có một số các đơn vị của Wagner đã tuyên bố là họ sẵn sàng bây giờ hợp tác với quân đội Ukraine để đánh lại với quân Nga, đánh lại quân Nga. Bởi vì họ không chấp nhận cái chuyện, họ nói nguyên văn là cấp chỉ huy của chúng tôi đã bị chặt đầu. Tức là để bây giờ các bạn, tức là cái đám lính Wagner đã có hai chọn lựa. Hoặc là công tác với Vladimir Putin để lặng nhìn cấp chỉ huy bị chặt đầu. Hai là cùng hợp tác với Ukraine để đánh lại quân Nga. Điểm đáng chú ý ở đây, thưa quý vị, Putin giờ đây đang bị áp lực từ phía Wagner và kể cả các giới chức quân đội, mặc dù họ không có lên tiếng chính thức, nhưng mà trong thời gian qua họ nói rằng Putin bị áp lực để làm một lễ tưởng niệm Prigozhin anh. Bởi vì chúng ta thấy đó là ở trên Moscow, St. Petersburg, người dân xuống đường, họ đặt, họ dựng lên những cái đài tưởng niệm Prigozhin ngay giữa đường như thế, gần với Kremlin, điện Kremlin. Và bây giờ người dân nói rằng nếu mà Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình của Prigozhin và những người chết trên chiếc máy bay đó, thì Putin nói là không phải do Putin giết, thì tại sao không làm lễ tưởng niệm cho một người mà Putin cũng từng nói là cũng đã góp công để mà tiêu diệt quân Nazi Đức Quốc xã Ukraine. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức nổi bật với đề tài liên quan đến các tiến trình tố tụng ông cựu Tổng thống Trump. Mời quý vị cùng theo dõi.